Hello các bạn nha. Hôm nay mình tuyển được thằng cameraman mới, cho nên là cameraman của mình được ra đây đứng đây nó phụ mình nha các bạn. Rồi tối nay là mấy anh em mình sẽ có cái món gọi là khoai lang gọi là nướng bằng cái bếp thần thánh, là cái nồi lẩu thần thánh của mình, vẫn trong cái series nồi lẩu thần thánh của mình nha. Rồi đây là cái củ khoai lang mình rửa từ chiều đến giờ nha các bạn. Giờ bắt đầu mình tiến hành mình cắt nó ra. Còn nguyên cát. Tí rồi các bạn. Đó. Đây là cái khoai mình đã cắt rồi các bạn. Chơi cả vỏ nha. Còn này tí mình luộc. Thế mình luôn mình ăn sao? Chén này. Đây là cái nồi này, nồi lẩu thần thánh của mình. Mình chỉnh chế độ là lửa maximum nha. Bơ nó không ăn. Cái nắp rồi. Nắp mà ai còn đâu. Rồi, khoai lang mình cắt rồi nha các bạn. Đây là cái bí quyết mình làm nha. Mỏng mỏng thôi, áp chảo vô nè. Đó, coi như áp chảo. Mình chưa bao giờ thử làm món này hết, lỡ nó có sống thì tối nay sẽ có một mớ ra toilet ngủ với mình. Xếp đi mình các bạn. Đó, xếp cho nó ép được cái mặt nó xuống. Càng nhiều càng tốt. Rồi, thì mình có một cái lực lượng có mình làm chứ cái lượng ekip xung quanh ghê gớm đó nha các bạn đó. Là camera mình quay xung quanh cho coi ekip sản xuất của mình. Đó, rồi khi mình xong mình sẽ để đắp lại nha các bạn. Rồi xong đi ngủ đi bà coi. Rồi mình sẽ đứng chờ nó tí xíu. Đó. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình chờ nó cũng chắc cũng 80 năm rồi. Bây giờ mình sẽ ấy là mình chở mặt nha. Nhìn Lý là nhớ dùm cái miếng nào chở rồi nha. Ừ, đó. Để cái con rồi cái khác là khoai lang nướng áp chảo. Thơm rồi hai miếng giữa nữa, rồi miếng giữa rồi. Sau đó là mình bắt đầu cho cái tình kêu của mình vô nha các bạn. Phô mai hy vọng mà nó là không ra nữa, giống như lúc trước nhiều phân hồi. có muốn tôi cho biết cái này cái không không được nữa. Thơm quá rất chi thơm quá. Cứ tiếp thôi, không sao đâu chứ. Một chén đi. Rồi, thơm nồng luôn á. Thơm không? Chính là cũng mau chín chứ bộ ha. Thì mình đậy nắp lại nó sẽ nó chín trên dưới luôn. Đó, giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Sau đó mình sẽ chờ thêm một tí xíu nữa để cho cái hơi nóng ở trên nó làm tan cái phô mai ra một tí xíu. Mình có thể lấy ra mà thưởng thức. Thì khoai của mình chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đưa khoai của mình ra nha. Thơm lắm luôn. Đó, có cái nắp ở đây. Cho cái miếng này trước đây. Khoai lang nướng với phô mai nha. Đấy, bị biển nha.
Thì tôi không thở, mọi người kêu bên thở gì lắm. Mùi cá nó thơm nên mình không thể nào mà kiêng ra được. À, bây giờ mình sẽ bỏ này ở đây nha, tạm thời để đây nha. Mình sẽ tiến hành cái bước này là sự đặt của mình nha các bạn. Đấy, đừng quên thân cô thủ lù. Rồi, cái dĩa con lan ăn đêm của anh em mình đã hoàn tất được các bạn. Này, rồi còn mấy miếng này thì mình sẽ cắt ra, mình để cho team mình review thử nha các bạn. Cameraman đó rồi, Thánh review đó rồi, tôi chơi nguyên cục luôn đi. Vô luôn. Đây. Thử rồi xong cho ý kiến coi. Rửa rồi đúng không? Rửa rồi. Nó sợ chết. Nóng quá. Dừng đi chứ, từ từ. Rồi. Rồi mời các bạn nha. Mình đang thử nha. Xong mà thử miếng bể bự dữ không? Nóng. Miếng bên đây nhỏ nó nguội rồi. Béo. Nó mờ luôn. Hên. Khoai chín nha mấy bạn. Mình biết là khoai chín rồi nha mấy bạn. Ăn được. Ăn được. À, đi ra. Món này hơi bị ngon á. Thánh ăn mình bình. Đến luôn à. Rồi bây giờ anh em mình up camera để cho ekip của anh em mình nhà ra nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn nhớ like, chia sẻ và subscribe kênh của mình nha. Mình đang có kế hoạch kỷ niệm là một cái bữa tiệc hoành tráng để kỷ niệm 20 được subscribe.